Chào mừng các em đến kênh Thầy Liêm chấm bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 2, sách chương trình sáng tạo nha. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ bài hôm nay mình sẽ bài thực hành và trải nghiệm. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Em hãy viết tên một vài loại cây có trong trường em mà em đã quan sát. Như vậy là câu số 1 này mình sẽ quan sát trong trường của mình xem có trồng những cây nào. Mình sẽ kể tên những loại cây đó ra. Được này. Như vậy là em hãy viết tên một vài loại cây trong trường mà em đã quan sát được nha. Ở đây thầy sẽ cho các em một vài ví dụ. Các em có thể quan sát thêm và mình sẽ ghi thêm nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 1. Như vậy là mình sẽ kể một vài loại cây có trong trường em này. Giờ ví dụ như mình thấy là có cây phượng, đúng không? Giờ tiếp theo mình thấy có cây gì nữa nè. Mình thấy nó có cây bèo nè, đúng không? Ngoài ra còn có cây nào nữa không nè? Mình thấy có cây bằng lăng nè. Ở đây thầy cho ví dụ thôi nha. Có thể là có trong trường em có hoặc là không có. Tiếp theo là mình có cây hoa hồng nè, đúng không? Vâng vâng. Các em còn có thể kể thêm nhé. Giờ như là mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ câu số 2 điền từ kết hợp vào chỗ chấm dựa vào kết quả ở bài số 1. Giờ cao hơn hay thấp hơn xem ví dụ mẫu nhé. Giờ như vậy là mà ở đây người ta cho mình một cái bảng gồm có 3 cột. Cột thứ nhất là cây. Mình sẽ điền tên các cây. Chiều cao của cây so với chiều cao của em cao hơn hay thấp hơn, mình sẽ điền dương. Chiều cao của cây sâu với chiều cao của cột cờ cao hơn hay thấp hơn thì mình sẽ ghi dương. Đúng rồi. Giờ như vậy là cái phượng thì người ta ghi, giờ mình sẽ ghi tiếp cây bàng chẳng hạn, đúng rồi. Mình thấy là cây bàng là so với chiều cao của em thì chắc chắn là phải cao hơn, đúng rồi. Giờ còn so với chiều cao của cái cột cờ thì mình thấy là thấp hơn, đúng không? Tiếp theo là cây hoa hồng chẳng hạn. Thì cái hoa hồng thì mình thấy là sẽ thấp hơn mình, đúng không? Và so với cây cột cờ thì chắc chắn cũng thấp hơn. Giờ như mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ câu B là mình so sánh chiều cao của cây. Mình sẽ viết vào chỗ chấm nha. Như vậy là mình thấy là trong các cây thì cây nào sẽ cao hơn cây nào? Mình thấy là cây phượng sẽ cao hơn cây bạc, đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ điền là cây phượng nha. Cây phượng sẽ cao hơn cây bạc. Đúng này. Giờ tiếp theo là mình thấy là cây nào sẽ thấp hơn cây nào. Ví dụ mình thấy là cây hoa hồng sẽ thấp hơn cây bạc chẳng hạn, đúng này. Giờ như vậy là trong ba cây, cây phượng, cây bàng và cây hoa hồng thì mình thấy cây nào sẽ là cao nhất? Chính là cây phượng, đúng này. Giờ còn cây nào thấp nhất? Mình thấy chính là cây hoa hồng. Giờ như là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Giờ như giờ mình xong bài giảng hôm nay nhé. Nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem
Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.